Nhà vườn Chao Chảo thân mến chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với kênh Nhà vườn Chao Chảo nha. Thì thưa các bạn, bây giờ nhà vườn Chao Chảo đang ở Đà Lạt. Thì hôm nay nhà vườn Chao Chảo đi mua mít Thái. Đây, cây mít Thái. Các bạn coi nha. Cây mít Thái này là của các bạn ở Cái Mơn, Tháp. Cây mít Thái này thì Tháp nhìn nó cũng cũng được đấy. Đây, cái cây con, đây cây bầu đây. Thì mình mua với giá 50.000 nha. Thưa các bạn, ở Đà Lạt là xứ lạnh, nhà vườn Chao Chảo thử nghiệm trồng mít Thái thử coi nó như thế nào. Nếu mà thành công thì nhà vườn Chao Chảo cũng có thể làm một vườn mít Thái và vẫn tiếp tục theo dõi cái quá trình sinh trưởng và phát triển của mít Thái ở xứ lạnh như thế nào nha. Nhưng mà nhà vườn Chao Chảo có ăn một trái mít Thái ở ở Lâm Hà. Lâm Hà thì nhiệt độ nó cũng cao hơn Đà Lạt có vài độ thôi các bạn, thì cũng cảm thấy là cũng ngọt ngọt, nhưng mà thực nói gì nói chứ không phải là mình định mít Thái của miền Tây nha, chứ thực sự là cái thổ nhưỡng và cái chất lượng của cây mít Thái nó rất thích hợp ở miền Tây Nam Bộ nha. Có lẽ là vùng vùng Thái Lan, miền Nam Thái Lan nó có khí hậu tương đồng với cái vùng miền Tây của mình đó, vì nó là cùng một cái dòng sông Mekong. Và tại sao mà mình mua mít Thái mình trồng ở trên đất Đà Lạt này? Thì thứ nhất là mình rất yêu cây mít Thái này. Nói gì thì nói chứ các bạn để ý hơn 10 năm nay bao nhiêu cái thất bại hoặc là những cái chiêu trò của thương lái phía bên kia biên giới, họ làm cho hàng loạt các trái cây. Hiện giờ thì mình đang nói chuyện với các bạn thì hiện giờ là cam sành thì chỉ có 500 đồng đến 1.000 một ký thôi, mà ở ở đâu ở tỉnh Vĩnh Long á, người ta trồng rất nhiều nha. Rồi mình đang nói chuyện các bạn thì mít Thái cũng đang có giá nha, cũng vài chục ngàn một ký thì cũng tương đối. Và như mình dự đoán á, thì cây mít Thái này á, nó vẫn là cây chủ lực, vì cái cây mít Thái này á, cái nhiệt độ ở Trung Quốc á, nó lạnh hơn và Trung Quốc đã thử nghiệm nhiều rồi, thành công và cũng thất bại, cũng không thành công lắm đó. Rồi cây mít Thái thì không thể trồng ở Campuchia hoặc Lào được, vì cây mít Thái này nó không có chịu được cái nước ngập ở những cái ngày mà những cái mùa mà nước lũ của sông Mekong dâng lên á, thì coi như là Lào Campuchia là không không có chịu đựng được. Cây mít Thái này ở miền Tây Nam Bộ mà các bạn thấy mà những cái lúc mà triều cường hoặc là nước nước mùa nước lũ thì các bạn thấy nó vàng lá đỏ lá. Nhà vườn Chao Chảo có nhiều cái video nói về cái cách khắc phục vàng lá đỏ lá khi mà cây mít Thái bị ngập nước đó nha. Rồi mình nói tiếp là cây mít Thái này hiện giờ cái giá nó vẫn ổn định. Những tháng gần đây bà con nông dân trồng mít Thái rất là ổn định và rất là vui mừng. Vì tại sao? Vì cái sự tiêu thụ của mít Thái nó đang rất là ổn định. Cái lo nhất là mình đang lo là cái sầu riêng. Và mình muốn nói rằng cái sầu riêng á, bây giờ là ào ạt trồng nha. Mình đi nhiều lắm các bạn. Mình thấy những cái miệt mà Tây Nguyên nè, ở Đắk Lắk nè, người ta đốn tiêu, đốn cà phê, người ta trồng sầu riêng rất nhiều. Bình Phước cũng vậy, đốn điều trồng sầu riêng. Ở Long An thì lên ruộng, lên líp ruộng để mà trồng sầu riêng. Còn ở Tiền Giang thì người ta đốn mít Thái, đốn mận An Phước, người ta trồng sầu riêng. Và cũng nghe nói tin đồn là Trung Quốc cũng đã trồng được sầu riêng. Trung Quốc chuẩn bị thu những lứa sầu riêng đầu tiên đó các bạn. Trung Quốc chuẩn bị thu lứa sầu riêng đầu tiên. Cái mình đang lo là hiện nay nhà nhà trồng sầu riêng, người người trồng sầu riêng. Mà các bạn biết, cây mít Thái trồng á, ví dụ cái cây này mình trồng, mà nếu mình trồng theo cái phương pháp hữu cơ á, mình chỉ dùng phân bò thôi và mình để cỏ và mình dùng phân bò thôi, mình chăm sóc nó thì nó rất là trái, rất là ngon. Có thể là mình tiêu thụ nội địa thôi chứ mình không có xuất khẩu, tại vì ở Đà Lạt thì chưa có những vựa mua mít Thái đâu. Mình trồng để mình bán cho dân địa phương Đà Lạt, tại vì Đà Lạt là xứ ôn đới, họ rất thích ăn những trái cây nhiệt đới nha. Thì mình hy vọng là mình trồng mít Thái để
mình làm sao mà cái trái nó tầm khoảng 5 kg đến 8 kg, hoặc là 5 kg đến 6 kg, 4 kg gì thôi, thì mình làm sao cho muối nó chắc mà nó ngọt mà nó đậm vị theo cái phương pháp hữu cơ, thì mình sẽ bán cho dân địa phương ở Đà Lạt ăn, vì họ rất thích ăn trái cây miền Tây mình, nhiệt đới mình nhé. Rồi mình nói tiếp là hiện giờ sầu riêng á, mình đang lo, đến đến ngày hôm nay là diện tích trồng sầu riêng là coi như Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam mình nó đang là coi như là hiện nay là người người ta đang đang cảnh báo luôn, mà hiện giờ nông dân mình thì thấy được giá nó được có vài trăm ngàn một ký, nó được cho một thời gian ngắn thôi các bạn, nó đâu có được nhiều đâu, mà chúng ta thì bây giờ ào ạt trồng, vì một cây sầu riêng bây giờ từ cái lúc mà các bạn đặt đặt cái giống xuống dưới cái mô á, các bạn trồng á, thì cũng có thể là năm đến ngày thu hoạch cũng có khoảng 5 đến 7 triệu. Bây giờ là lạm phát vật giá tăng cao thì cũng có thể là 7 triệu một một các bạn phải có tiền mặt 7 triệu một cây. Thì tiền mặt tiền ở đâu mà các bạn, trong khi đó cây mít Thái này nó dễ lắm. Nó dễ là gì? Các bạn có phân thì các bạn cho nó ăn phân. Các bạn để cỏ đi. Các bạn đầu tiên là các bạn trong thời gian nó sinh trưởng á, các bạn dùng hữu cơ thôi. Khi mà chừng nào nó gần cho trái là các bạn hãy tăng NPK, tăng vừa phải thôi, kích thích nó một chút thôi. Và các bạn nên để cỏ ở dưới. Mà mình thấy những vườn nào mà để cỏ mít Thái để cỏ thì mình thấy là những vườn đó là hoàn toàn là cây mít Thái ăn rất lâu dài và cho trái rất chất lượng và không bị sơ đen nha. Mình không hiểu tại sao mình có làm nhiều cái video nghiên cứu về sơ đen, thì có lẽ là do cái thảm cỏ đó nó ngăn những cái men, những cái nấm mốc men, những cái mà con vi sinh vật, mà những cái virus vi khuẩn mà nó làm cho sơ đen á, hoặc là nước than xì mủ á, cái thảm cỏ nó ngăn, khi mà mưa xuống á, thì nó giống như một cái thảm thảm để nó ngăn vậy đó. Để tại vì những cái con mà men nấm mốc mà gây ra bệnh nước than xì mủ hoặc là nước màu nữa, thúi cuốn rồi sơ đen gì đó là nó đều nằm ở dưới mặt đất này hết các bạn, quan trọng lắm, đều dưới mặt đất hết. Thì mình thấy là nên để cỏ đi, nó không có cạnh tranh dinh dưỡng gì đâu. Cây mít Thái cái rễ nó ăn sâu lắm, khi các bạn rải phân các bạn tưới á, thì là dinh dưỡng nó đã xuống dưới hết rồi, cỏ chỉ nó ăn có 0,1% thôi nha. Cũng phải chia sẻ, mùa khô thì các bạn cắt cỏ thì cái lượng cỏ chết cỏ khô đó nó làm cái lượng mùn sinh khối rất là tốt cho cây. Các bạn nên để cỏ đi, rồi các bạn dùng hữu cơ đi nhé, để các bạn ăn lâu dài. Và cây mít Thái này người Trung Quốc hiện giờ chưa có trồng được, Campuchia chưa trồng được, Campuchia trồng được, Lào trồng được, Thái Lan trồng được. Nhưng mà lạ kỳ, Thái Lan là nơi xuất xứ mít Thái, nhưng mà Thái Lan chỉ trồng mít để sấy như mít Viên Linh hoặc là mít những cái loại mít mũi dày mà nhạt nhạt á. Thái Lan chỉ trồng những cái loại mít để dành cho sấy thôi các bạn, chứ Thái Lan không có trồng mít Thái. Thì bây giờ chỉ có miền Nam cộng với Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, miền Tây mình á là có mít Thái. Thì bây giờ người Trung Quốc bây giờ ăn mít Thái, mít Thái của mình nó là cái thương hiệu rồi. Thì bây giờ á là người Trung Quốc bây giờ là bắt đầu là biết được cái mít Thái mười mấy năm nay rồi, và bây giờ là họ đã ghiền cái mít Thái này rồi. Thì ngay cả người dân Việt Nam mình hiện giờ cũng rất thích ăn mít Thái, mình ăn nhiều loại mít rồi, mình thấy mít Thái này vẫn là mít rất là ngon. Bữa mình có ăn thử mít ruột đỏ Indonesia thì mình thấy không bằng mít Thái, cái độ ngọt đậm vị, cái màu đỏ nhìn nó đẹp nó lạ vậy thôi, chứ cái độ ngọt đậm vị nó không bằng trái mít Thái. Và trái mít Thái các bạn ăn xong các bạn thấy nó có mùi thơm nhẹ thoáng qua cái mũi, nó lưu lại, và một đó là một cái trái cây rất là ngon nha các bạn. Đó thì các bạn cố gắng trồng thêm mít Thái, hoặc là cố gắng là giữ vững cái vườn mít Thái của mình cho nó bền vững đi. Mình ở Đà Lạt xứ lạnh mà mình vẫn còn trồng mít Thái nè các bạn. Đó thì mình video này mình cũng động viên thêm bà con nông dân, và các bạn nào đã và đang trồng mít Thái thì hãy vững tâm và kiên trì nha. Thì ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình, rồi nhắn cho mình một cái like để khích lệ tinh thần mình nha. Nhớ đón xem những video mình sắp tới đây, mình cũng làm video live ra để phục vụ các bạn, chủ yếu về nông nghiệp thôi. Sắp tới đây mình hướng về nông nghiệp hữu cơ và thuận tự nhiên sinh thái nhiều hơn nha các bạn. Rồi mình sẽ tìm những cái vườn cây
những cái mô hình nông nghiệp hữu cơ sinh thái của cái vùng Đà Lạt này, mình sẽ quay rồi mình làm video mình phục vụ bà con nông dân để mở rộng ra nhiều cái kiến thức hơn nữa nha, để cho bà con nông dân và các bạn thấy được cái nhiều cái cách làm nông nghiệp của mỗi vùng mỗi miền nha. Thỉnh thoảng mình cũng về Tiền Giang, miền Tây mình ở 1 tháng 2 tháng thì mình cũng chăm sóc vườn mít Thái, mình cũng quay cho các bạn xem nha. Rồi bye bye, kính chúc bà con nông dân và các bạn phát tài thịnh vượng, sức khỏe dồi dào nha. Bye bye.